đặc biệt là cái đi thị trường về đất lẻ, nhà phố hoặc là nói chung là bất động sản ở vùng ven trong năm 2020 như thế nào? Bởi vì trước đây em có xem các cái video YouTube của anh ở trên YouTube thì dự báo là rất là chính xác á. Mà bây giờ thì em muốn nghe cái dự báo của anh về trong cái năm sau và các năm sau nữa ấy. Vì có cảm giác là nó không có được thuận lợi như các năm trước nữa rồi. Thì em thì đội ngũ của em những tháng vừa rồi thì các bạn cũng nghỉ việc, các bạn cũng chuyển sang các cái thị trường khác hoặc là tính làm mảng thuê cho thuê ấy anh, tức là để có dòng tiền để sống hàng tháng á. Hiện nay Thì thì em đó. đang bán hàng, không biết là bạn nhiều tuổi chứ nhỉ? Để mình chưa ngồi cho tiện á. À, dạ em còn ít tuổi anh. Ok, mình sinh năm 85. Ok, À, vậy là cứ dạ. xưng hô anh em cho nó tiện nhá. Dạ Hiện dạ nay dạ. thì em đang bán hàng kinh doanh ở ở cái khu vực nào? Dạ em đang bán ở Long Thành ấy. Bán ở khu vực Long Thành. Khu này thì cũng Dạ. khá là màu mỡ trong những năm vừa qua mà đúng Dạ đúng rồi. Những không? năm vừa qua thì nó sốt đi sốt lại, nhưng mà thời gian gần đây thì nó hơi hơi nó đứng rồi. Anh muốn nghe cái góc nhìn đánh giá ở góc độ là một team leader của em về cái thị trường hiện nay em bán và những cái thị trường đang 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 có tham khảo và tìm hiểu á. Thì từ đó thì nếu mà có thấy vấn đề nào mà đã biết rồi thì thôi nó không nói nữa, mà cái nào còn thiếu thì sẽ bổ sung thêm. Như vậy nó sẽ tiện hơn là câu chuyện là anh chỉ chia sẻ một chiều theo hướng là thắng 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 nói, nhưng mà đôi khi có những thứ mà các bạn biết rồi á thì nó lại mất thời gian, mà cộng với câu chuyện nó không có hữu ích lắm. Thì trước tiên là Dạ mình muốn rồi. nghe là cái cảm nhận ở góc độ là một người làm chiến lược, tức là người Dạ. làm lead để định hướng thị trường cũng như là định hướng cái góc nhìn cho các bạn môi giới á, thì bạn đang Dạ. nghĩ như thế nào về 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 thị trường chung của cái lĩnh vực của bạn đang làm? Dạ rồi, thì năm vừa rồi thì em thấy là những cái công ty mà người ta làm về các cái dự án mà pháp lý nó không có rõ ràng á, thì bây giờ là gần như là đứng toàn tập rồi đó, Rồi. nhiều nhiều công ty là dỡ bảng rồi đó, Rồi. thì các nhà đầu tư thì người ta cũng không còn mặn mà gì về các cái dự án, mà đặc biệt là các cái dự án mà chờ ra sổ đó. Thì công ty em thì từ trước đến nay thì chuyên đánh về mảng đất lẻ, tuy nhiên á Long Thành, riêng cái thị trường Long Thành các năm vừa rồi thì nó sốt đi sốt lại nhiều lần rồi. Thì bây giờ giá nó có vẻ nó đang đứng yên một chỗ rồi. Còn cái nhu cầu mà nhu cầu thực á, mà để người ta mua để ở kinh doanh thực sự là không có nhiều. Còn Rồi. chủ yếu là các nhà đầu cơ ở Sài Gòn rồi những nơi khác, người ta đến người ta lướt sóng các thứ thôi. Một số những nhà đầu cơ thì cũng bị mắc cạn anh Thắng Rồi, hiểu ạ. hiểu. Thì đó là cái cảm nhận chung của em. Thì mấy anh em thì cũng đang nói đến cái hướng là về Sài Gòn làm thuê rồi cho thuê nó. Thì không biết là anh Thắng Anh thì anh thấy em đang bị lợn cợn cái góc độ, tức là em là một người làm chiến lược mà đánh giá khung thị trường chung á, thử nó có thể là do cái góc nhìn của bọn anh ở góc độ là người dân phân tích dòng tiền cũng như là cái định hướng tổng quan thì nó không đi vào sâu sát cụ thể giống như các em, nên nó có thể là sẽ nói nó mang tính tổng quan hơn và nó rộng hơn một tí. Nhưng mà ở cái khía cạnh là cái người bán hàng á, em là người gọi là đưa ra chiến lược cũng như là làm cái gọi là cái training cho các bạn bán hàng á, thì em chia sẻ như vậy thì anh thấy nó còn hơi hơi lợn cợn. Cái vị trí chính xác ở khu vực Long Thành của em bán là ngay Bò Sữa Long Thành hay là ở khu vực nào? Dạ, em bán thị trấn Long Thành rồi quanh quanh Long Thành đó, Lộc An, Long An, Long Đức các thứ thôi. Ok, Dạ. vậy thì rõ ràng là trong quá trình bán hàng trong những năm vừa qua thì bọn em vẫn phải có những cái gọi là những cái căn cứ, nó gọi là những cái lý do để mà thuyết phục các nhà đầu tư cũng như là thuyết phục các cái đối tượng khách hàng để mình thu hút, thì nó vẫn có phải là vẫn xoay quanh cái cầu với lại cái sân bay không, hay là bọn em sử dụng một số các cái lý do khác nữa? Dạ đúng đúng là lý do chính là sân bay ấy anh.
lý do chính là sân bay với lại cái cầu 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 chỗ Cao Lái cầu đó, Lái Lái. nó bắc qua cái vị trí nó kết nối Biên Hòa Vũng Tàu các thứ thôi. Vậy thì nó là vẫn là thiên về cái khía cạnh tức là bán hàng cho dân đầu tư chứ cũng không phải là bán hàng cho người có nhu cầu thực tế để mà ở, đúng không? Trước đến nay, từ mấy năm gần đây thì do giá đất nó tăng đó. Hiện nay thì khu vực Long Thành của em thì giá thành như thế nào cụ thể ra làm sao, bởi vì để nói được cái câu chuyện là định lượng thì phải 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 có một cái góc nhìn chính xác ở cái vị trí đó, thì hiện nay thì ở đó thì giá thành ra sao, em thì em định giá như thế nào, thấy ví dụ như liệu là cái dư địa còn tăng thêm được nữa không? Giá thành thì em cảm thấy nó đang ở trên hơi hơi ở trên cao rồi anh. Có những miếng mà nó giá nó ngang thậm chí là hơn cả Sài Gòn nữa, mà trong khi là các cái tiện ích này rồi là mật độ dân này rồi thu nhập người dân các thứ là nó đôi khi là nó không cao bằng Sài Gòn, mà giá thì thậm chí là ngang hoặc là có những lô là hơn cả Sài Gòn nữa. Bốn mấy triệu, 50 triệu, 60 triệu cơ. Dạ đúng rồi. Thế thì là cũng là một cái mức cao, vậy là so với lại cái điểm xuất phát của nửa cuối năm 2015 thì bây giờ có những khu vực như em đang bán trước cái này nó phải tăng lên tới 6 lần. Đúng không? Dạ đúng rồi. Từ 9 10 triệu đấy cho là 8 triệu đi, 8 nhân 6 68 48 tầm đó đó, có phải có những miếng là tăng lên 6 lần cho năm 2016 17 18 19 cho là 4 năm đi. Đấy, trung bình là mỗi mỗi năm tăng hơn một lần rồi, thì rõ ràng là như vậy thì nó cũng là ăn theo chung với cái tình hình bất động sản chung của thị trường, là cả thị trường không riêng gì Long Thành mà hầu hết các cái phân khúc giống tương tự ở nhiều nơi khác, nhiều tỉnh thành khác cũng tăng như vậy, và mức tăng thì rõ ràng là cao, không không ít, đúng chưa? Rồi vậy thì như vậy thì nó sẽ đi đến một cái kết luận sơ bộ là vì nó tăng trong một khoảng thời gian ngắn khá là nhanh thì chắc chắn là nó sẽ cần phải có cái sự trầm lắng trở lại, có thể giảm thì không giảm nhưng mà nó đứng yên thì cũng cũng là cái xu hướng là tất yếu là nó sẽ phải như vậy, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì ở đây á, ngay từ cái khi mà xuất phát điểm của câu chuyện bán hàng tại khu vực của bọn em á, là khu vực là bán hàng thì cái trọng tâm á, nó vẫn là bán cho các nhà đầu tư, còn trong đó chỉ khoảng tầm 15 đến 30% là bán cho người có nhu cầu thực thôi. Vậy 70% vẫn là các nhà đầu tư ở các tỉnh thành khác tới hoặc là người tại địa phương nhưng mà có tiền dư thừa để đầu tư, đúng không? Dạ, chính xác, chính xác. Rồi, vậy thì vấn đề ở đây nó đặt ra là ở chỗ là với nhà đầu tư á, thì nó phụ thuộc vào cái dòng tiền chung của thị trường bất động sản chung của cả nước cộng với lại cái dòng tiền mà trong cái tâm lý mạnh á, tức là gọi là trong cái lúc mà thị trường nó đang hưng hưng phấn nóng sốt á, thì dòng tiền nó sẽ chảy rất là nhanh. Nhưng khi mà thị trường có những dấu hiệu của câu chuyện suy yếu á, thì nó sẽ, bởi vì em đã nghe video của anh rồi nên anh không nhắc lại nữa, thì Dạ đúng khi rồi. mà có những dấu hiệu nó chỉ cần hơi hơi nhẹ nhẹ câu chuyện là thanh khoản nó chậm lại là người ta đã thấy cái việc bi quan rồi. Mà khi mà có thêm những cái vụ án kiểu Alibaba, kiểu như là CoreLogic của Coco Bay, hoặc là có nhiều những cái thứ mà nó bê bối về mặt pháp lý á, thì nó đẩy thêm một vào vào đó một cái liều xúc tác nữa, đó là cái tâm lý đã hơi hơi e ngại rồi thì có phần e ngại hơn, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi khi e ngại hơn như thế thì rõ ràng nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện, đó là giữa câu chuyện xuống tiền và không xuống tiền, người ta sẽ chọn câu chuyện là từ từ hàng xuống tiền hoặc là không xuống tiền, thì nó dẫn đến câu chuyện thanh khoản đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, và cái câu chuyện Đúng bọn em không bán được hàng là chuyện đương nhiên, đúng chưa? rồi. Dạ đúng rồi. Rồi vậy vấn đề của em bây giờ em đặt ra câu hỏi cho anh trên mail á, là em đặt ra là anh ơi cho em biết là cái định lượng của thị trường ở góc độ, tức là gọi là đại loại là đánh giá khu vực của em đang 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 kinh doanh cũng như là một số nơi khác. Đây phía trên mail này anh thấy em ghi Dạ đúng là rồi. Long Thành này, rồi Đồng Nai này, rồi Thủ Đức, Sài Gòn và Thủ Dhiêm một, đúng chưa? Dạ đúng rồi. Thì câu chuyện ở đây nó là cái câu chuyện là em đang đi tìm thị trường thay thế, đúng không? Dạ, chính xác. Rồi Thì đi tìm. công ty em có rất nhiều chi nhánh ngay. Dạ đúng Rồi rồi. rồi ok, để anh dạy anh đưa cái góc nhìn của anh và của nhóm về cái câu chuyện thu thập dữ liệu và thông tin để đưa cho em cái góc nhìn rộng hơn thôi. Còn quyết Dạ định dạ. làm thay thế như nào đấy là chuyện của em, anh không biết. Ok. Dạ rồi, dạ rồi, dạ Rồi rồi. thì ở đây nó câu chuyện đó là chúng ta đang đi tìm một cái thị trường thay thế để làm ăn, bởi vì chúng ta đã theo nghề thì sống chết thì cũng phải theo nghề. Người ta gọi là Đúng rồi. sinh nghề mà tử nghiệp. Ok. Chính xác, chính xác. Rồi. Vậy tìm một thị trường thay thế thì phải phù hợp và phải đúng. Nếu anh em chọn sai thị trường thay thế thì cũng như nhau, tức là em đang đào ở cái chỗ này sắp đến mỏ vàng rồi mà đi đi tìm chỗ khác thì đào lại từ đầu thì cũng 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 hơi vốn.
đúng chưa? đúng rồi anh, em Rồi kiểu đứng núi này trông núi nọ này nọ, rồi dạ đúng chặt rồi. chặt. Cái câu chuyện là em phải đặt ra là bây giờ anh vừa nói cho em nghe xong là cái câu chuyện của Long Thành Tăng thì không phải chỉ riêng Long Thành Tăng mà nó là câu chuyện của chung của cả thị trường. Chẳng qua là chỉ là nhiều ít khác nhau thôi. Long Thành thì có thể là được nhiều thông tin hữu ích hơn, nhiều cái lý do tốt hơn nên là nó tăng nhiều hơn. Còn những khu vực khác thì có thể là ít thông tin hơn, ít lý do hữu ích hơn nên nó tăng ít hơn. Vậy thì với câu chuyện của em là đi đi lại câu chuyện là tìm một nơi cái thị trường thay thế mới là nó có cái khuynh hướng trước đó nó chưa tăng nhiều thì bây giờ nó vẫn còn dư địa để có thể làm ăn được. Hiểu đúng không? Rồi, từ đó em mới đưa ra cái kết luận là vậy thì so sánh giữa Long Thành, giữa Thủ Đức của Sài Gòn và Thủ Dầu Một thì nơi nào là thị trường thay thế tốt? Dạ kiểu kiểu vậy anh, Rồi. hoặc là cái hình thức bây giờ trong ngắn hạn trong năm tới chẳng hạn, thì nếu mà không làm mua bán thì làm thuê cho thuê, rút về Sài Gòn làm thuê cho thuê kiểu Ok, để anh nói từng vấn đề một. Câu dạ. chuyện đầu tiên là so sánh thị trường tương đương. Thì so sánh thị trường tương đương, hiện nay em đang làm đất đất nền thì so sánh thị trường tương đương ở Thủ Đức và ở Thủ Dầu Một thì phải hiểu được một câu chuyện thế này này. Cách đây 10 năm về trước á, khu vực Thủ Dầu Một thành phố mới cũng như là V-Ship rồi cũng như là thằng Mỹ Phước á, nó là cái tâm điểm của việc nóng sốt và thời điểm đó là thời điểm mà gọi là các khu công nghiệp mở rất nhiều ở cái khu vực đó và đặc biệt là cái dự án cái thời kỳ đó chính trị ở ở dưới Bình Dương nói chung và Thủ Dầu Một nói riêng á, nó tốt. Dẫn đến câu chuyện 10 năm trước là khủng hoảng nhà đất nó cũng rất là mạnh ở khu vực đó và nơi đó là nơi tăng tăng giá rất là nhiều. Nên là cái mấy cái năm vừa qua thì nói chung là ở đâu cũng tăng nhưng khu vực ở Thủ Dầu là nó tăng ít hơn so với Long Thành. Lý do là đơn giản thôi bởi vì vấn đề pháp lý, vấn đề về 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 sở bộ ngành rồi các vấn đề liên quan đến câu chuyện là dư địa của những năm trước, người ta gọi là chim sợ cành cong á, khu vực đấy ngày xưa anh nhớ không nhầm thì cái 10 năm về trước thì khu vực Mỹ Phước rồi khu vực thành phố mới là những khu vực rất là nóng sốt và nhà đầu Dạ tư đúng kéo về khu vực đấy rất nhiều, đúng không? rồi, đúng rồi. Đúng rồi đấy thì bây giờ người ta sợ cành cong thì cái chỗ đó người ta sợ quá rồi, người ta đi tìm chỗ khác và đặc biệt là cái chỗ mà nơi em đang kinh doanh là cái nơi mà có nhiều lý do quá. Đấy, sân bay là một trong những cái lý do cực kỳ ok. Ví dụ như là 10 thực sự là hơn 20 năm về cái cầu rồi không xây thì cũng phải có ngày nó xây. Và lại thêm một cái vấn đề nữa là thành phố Hồ Chí Minh không xây thì Đồng Nai nó xây. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Rồi nên là cái câu chuyện khu vực nhìn của em nó tăng 6 lần thì em không nói thì em cũng biết. Chẳng qua là anh không muốn nói ra thì hỏi em để cho em tự trả lời thôi. Đúng Dạ chưa? dạ dạ đúng rồi. Rồi. Thủ Đức cũng là một trong cái chỗ mà nó không còn nhiều dư địa về cái đất gọi là đất mà chưa có hạ tầng á, tức là gọi là đất trống á thì nó không còn nhiều dư địa bởi vì Thủ Đức nó ổn định lắm rồi. Nên rõ ràng là trong những năm vừa qua chả có lý do gì để cho cái khu vực Thủ Đức nó tăng nhiều cả. Vì vậy nên là cái nó được gọi là những cái phân khúc khá là ổn định, tăng có tăng theo thị trường nhưng tăng không nhiều. So với quận 9 thôi thì nó cũng đã tăng không bằng rồi, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi thì so với Long Thành chắc chắn không bằng bởi vì nó có cái sự khác biệt như thế này này. Đất mà ngay từ cái điểm xuất phát của nó ví dụ như đã là giá cao á thì bây giờ dù nó có tăng lên 60 triệu nhưng mà so với cái giá cái thời điểm trước đó nó khoảng 20 triệu thì nó tăng có 3 lần thôi. Nhưng đất của em là 10 triệu bây giờ 60 triệu hay là 40 triệu gì đấy thì nó tăng khá là lớn, đúng không? Rồi. Thì nếu chọn thị trường thay thế thì qua cái chuyện anh nói như thế thì em đã hiểu là biết là thị trường thay thế là như thế nào rồi. Nhưng anh lưu ý một điều vấn đề nó làm ở chỗ là thị trường chung nó không thuận á thì thực ra là gọi là bán bò thì mua trâu, bán trâu mua lợn thôi, cũng giống nhau hết à. Bởi vì thị trường chung nó khó, nó sẽ khó chung. Nó sẽ khó chung. Nó khó chung nó dẫn đến cái câu chuyện đó là bọn em tìm các cái phân khúc thay thế thì hay hơn là tìm thị trường thay thế. Cái phân khúc thay thế thì có mấy phân khúc, một là các cái phân khúc đi vào các cái nhu cầu thực tế. Thực ra thì trong các dự án mới có giá cao còn ở trong dân thực tế ở khu vực Long Thành á, giá nó cũng thực sự là chưa cao bởi vì nếu không có đội lái, không có những cái nhóm làm giá, không có những cái dự án tác động về giá thì trong dân á, mà đặc biệt là những cái miếng đất mà xen lẫn trong dân á, nó cũng không hề, tức là nó cũng tăng nhưng mà nó cũng không tăng nhiều như em nghĩ bởi vì em chưa đi tìm thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Và nhu cầu những nhà đầu tư như bọn anh nếu mà có nhu cầu đầu tư người ta sẽ thích những cái đó hơn bởi vì trước đây nó chưa có tăng nhiều. Chuyện Long Thành nó sẽ làm sân bay là có thật. Nhưng mà phải nên nhớ là nếu muốn hiểu tầm nhìn tổng quát á, hãy xem lại hai cái sân bay của thằng Bangkok Thái Lan á.
Thái Lan nó có hai sân bay, một sân bay cũ, một sân bay mới, giống y như Sài Gòn của Việt Nam luôn. Thì hãy tìm hiểu xem là vậy thì khi sân bay mới của Thái Lan nó vào hoạt động, những khu vực vùng đất nào được hưởng lợi nhiều nhất, khu vực đó là khu vực mà hướng cái tâm điểm của nhà đầu tư, và cái bọn em làm vào cái chỗ nào mà có cái tâm điểm nhà đầu tư tốt thì làm sẽ dễ hơn. Thì phải mở bản đồ của Thái Lan ra xem là Bangkok cái lúc mà nó phát triển thêm một cái sân bay mới ra ngoài thì gọi là giống như kiểu Long Thành á, thì khu vực nào, những khu vực nào gần sân bay quá có phải là khu vực tâm điểm không, hay là xa sân bay cách bao nhiêu thì là khu vực tâm điểm, khu vực nào là khu vực trong cái chặng đường từ cái sân bay mới về về thành phố Bangkok Thái Lan về 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 Bangkok á, thì cái khu nào là khu mà người ta gọi là tâm điểm phát triển cả về gọi là nghỉ dưỡng, cả về nhu cầu thực tế và cả về nhu cầu đầu tư, thì từ đó em mới rút ra cái kết luận được. Còn anh không tự trả lời câu chuyện đó, anh muốn bọn em tự tìm hiểu về câu chuyện liên quan đến sân bay. Còn về cái câu chuyện cái cầu á, thì nó cầu đã nói về cầu quá lâu rồi, không mà đến nay vẫn chưa xây, nhưng đến khi mọi người gần giống như là cái câu chuyện mà cậu bé chăn cừu á, biết cái câu chuyện đó không? Cậu bé chăn cừu, anh ấy thử nói qua được. Cậu bé chăn cừu kiểu như là ngày nào đi chăn cừu nhưng mà không có sói, nhưng mà cứ về la dân làng là có sói ra, mọi người ra cứu, nhưng mà lần nào cũng bị lừa. Cuối cùng là đến cái ngày có sói thật thì la, thì dân làng người ta bảo hôm nay nó lại lừa nữa đấy, nên không ra nữa. Đấy, đại loại thế. Thì cái sân bay cũng vậy, nói giết không xây, đến một ngày nó sẽ xây. Và anh dự đoán không nhầm thì chắc là khoảng đâu đó 2022 gì đấy thì chắc là bắt đầu nó chính thức nó sẽ làm. Thì cái câu chuyện cái cầu đó là cái cầu mà nó xấu cho đất đất quận 9 hoặc là một số khu vực đất mà vùng biên của Sài Gòn, nhưng nó tốt cho Long Thành, Nhân Trạch. Đặc biệt là Nhân Trạch là tốt, rất là tốt. Ok. Sơ bộ về cái vấn đề thị trường chung như thế thì chắc là có thể là bọn em còn lấn cấn một vài vấn đề nữa, nhưng thực ra câu chuyện của thị trường chỉ đưa ra được cái góc độ tổng quan vậy thôi. Nếu đi vào chi tiết quá mức nó sẽ dễ dẫn đến câu chuyện đó là anh muốn điều hướng thị trường, hoặc là anh muốn thị trường như này thế kia, nhưng mà thị trường thì nó không quan tâm là anh muốn gì cả, nó sẽ đi theo cách của nó. Thì còn cái vấn đề gì còn băn khoăn nữa không? Thì cái vấn đề về như kiểu là để mà mình giữ đội ngũ trong cái giai đoạn này ấy anh. Về vấn đề quản trị nhân sự, về đội ngũ thì anh cũng không nhiều kinh nghiệm, có một chút kinh nghiệm về sale của ngành hàng vật liệu xây dựng thôi. Nhưng mà về cơ bản á, thì trước khi mà vấn về theo một cái nguyên lý chung em nghe thì tổng quát, nhưng mà nếu mà người đã làm đội ngũ rồi thì sẽ hiểu á, đó là trước khi mà đánh trận á, muốn thắng á, thì phải sống nè. Dạ đúng rồi, chính xác rồi. Chưa sống thì làm sao mà đánh trận? Mẹ cái lúc khó khăn nhất mà ông chết hết đội ngũ rồi thì lấy gì để mà thắng trận nữa? Đến khi cơ hội nó đến mà ông không duy trì được để có đội ngũ để mà ông tiếp tục chiến đấu thì là đến lúc mà cơ hội đến không có người thì cũng bằng không. Nhưng có một điều mà thực ra đến này là góc độ cai chia sẻ cá nhân riêng, không liên quan gì đến tư vấn nha. Dạ được. Ok. Anh cứ chia sẻ. Liên quan đến câu chuyện của Đồng Nai về vấn đề chính trị Đồng Nai á, thì em làm Đồng Nai giết em biết rồi, chính trị Đồng Nai trong những thời gian gần đây thì nó có một vài vấn đề là hơi bê bối một chút, và hiện nay nó đang bị chứng lại, nên câu chuyện của Đồng Nai thì nó sẽ bị chứng lại một chút. Nhưng đó là cơ hội, nếu mà máu mới được thay á, thì nó sẽ có nhiều cái dư địa hơn. Và nó trước đây lâu đến nay thì cái vấn đề Đồng Nai, tại sao Đồng Nai khu công nghiệp phát triển chậm hơn Bình Dương, đường trường trạm phát triển kém hơn Bình Dương, lý do là bởi vì lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Mà sắp tới đây thì chắc là sẽ thay. Thì Đồng Nai vẫn là cái vùng đất màu mỡ. Tất nhiên thì một số khu vực thì nói như em nói là nó tăng nhiều quá rồi, thì đương nhiên nó chứng lại, nhưng mà cái biên dư địa của nó vẫn còn nhiều. Đất trống ở Đồng Nai vẫn còn nhiều. Không nói đâu xa, chỉ cần nói Nhân Trạch thì đất trống mênh mông. Long Thành thì còn khỏi nói luôn, mê man, đúng không? Dạ, chính xác anh. Và cái câu chuyện là khai thác đúng cái thị trường của mình, hiểu biết tốt hơn là đi đánh chiến những cái thị trường khác. Miễn là mình sống được thì bây giờ mình có thể chuyển sang mình làm một số các vấn đề khác liên quan đến thuê mướn, liên quan đến tìm những cái deal liên quan đến chỗ gọi là cho người ta thuê hạ tầng để làm khu công nghiệp. Mình chuyển hướng đi, mình thạo địa bàn, hoặc là mình làm những cái kiểu như là không bán cái đất nền cho kiểu 100 mét nữa, mà mình bán những cái khu đất gọi là đất đất non, lâu năm, nhưng mà dân đầu tư nó có khuynh hướng tức là mua cả miếng lớn á, nó về đấy nó trú ngụ theo cái kiểu mà một số cái gọi là cái dân mà anh quen biết đó, nó hay có cái kiểu là về thâu tóm cả nửa hecta gì đấy hoặc là cả hecta gì đấy, nó làm nhà vườn á, đi được cái góc đó cũng kiếm được tiền lắm đấy. Và hai nữa là mình thạo thổ, mình biết được khu vực nào là khu vực mà nó tiềm năng á.
mình đưa cái đội ngũ của mình vô đi thì các cái đoạn đó rồi kiếm những cái khách hàng mà người ta bỏ ra khoảng tầm từ 3 đến 5 tỷ mà người ta có thể mua được một cái mảnh đất cũng nói chung là cũng gọi là sạch thì theo kiểu là đất trồng cây lâu năm, nhưng mà có thể là lên lên thổ được 20-30 mét hoặc là 50-70 mét gì đấy, người ta làm một cái nhà sau đấy người ta trồng một cái vườn cây ăn trái giống kiểu bạn anh nó hay làm ở dưới trước đây cách đây khoảng tầm 7-8 năm, nó làm ở khu vực quận 9 nhưng mà vùng biên quận 9 chỗ nhà thờ Hoài Linh rồi liếc các thứ đó. Đấy thì Long Thành rồi Tràng Bom rồi đặc biệt là Dầu Giây á, khu vực Dầu Giây hoặc là khu vực của em cũng thế thôi, đừng chơi sát sân bay quá, bởi vì nếu với người hiểu sân Em hiểu, bay em hiểu. Dạ đúng thì rồi, đúng rồi. nói như vậy là Nếu em hiểu đúng không, đừng chơi sát sân mà bay quá, bởi vì với những người mà kiểu là muốn đi tìm một nơi gọi là cái miền đất hứa để lâu lâu cuối tuần về ăn chơi nhảy lượn thì người ta không thích sát sân bay. dạ, đúng rồi. Cơ Hôm bản đó nào là các thứ cái đó là một dạ. gợi ý để mà làm thì có thể chuyển hướng theo cái hướng đó, cộng với câu chuyện tức là nếu chuyển nguồn nhân lực của mình sang cái dòng gọi là thuê và cho thuê lại cũng là cái hay, tức là những cái khu phòng trọ giấy trọ mà những người người ta có sở hữu nhưng mà người ta không có điều kiện tiếp cận sát với những cái đó, mà người ta ở thành phố hay nơi nào đó xa, người ta Dạ. muốn cho một cái thằng một cái nhóm nào đó có uy tín một chút thuê lại, sau đấy bọn em quản lý cho thuê lại nữa thì nó Dạ. vẫn 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 kiếm được, ví dụ một dãy phòng trọ 20 phòng mà bây giờ người ta cho thuê trọn gói cả một dãy như vậy là mấy chục triệu đấy, ví dụ như là 15 triệu bọn em quản lý lại thì cho thuê lại khai thác lại thì nó dư ra được khoảng tầm 7-8 triệu gì đấy, thì làm theo cái hướng mà trong cái thời gian ngắn, bởi vì đó là nhu cầu thực, nhu cầu thuê mướn của công nhân là nhu cầu thực Dạ đúng rồi. đấy, thì thuê và cho thuê lại là một trong những giải pháp rất là hay, ví dụ vô đó thì thuê cả dãy người ta đấy, mình quản lý về mặt làm hộ khẩu nhân khẩu rồi như hộ tịch rồi những cái vấn đề, bởi vì mình gần đó, mình có lợi thế là mình ở ở, ở gần đó, đội ngũ của mình gần đó, mình làm cái món đó là cái món mà không chết được, bởi vì công nhân là không 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 chắc chắn là phải ở phòng trọ, và Đúng những rồi, người đúng mà rồi. người ta có phòng trọ thì người ta ở xa, người ta không có điều kiện là ngày nào cũng để đến đó để lo vào cái bóng đèn bị hỏng hay là lo dân phòng hay lo cái này cái kia, thì mình ở đó mình làm cho người ta, mình có đội ngũ mình phát triển theo hướng đó cũng là cái tốt, bởi vì cái đó nó nuôi sống mình để mình sống đã. Thì có cái định hướng như một số vấn đề thêm như thế nữa để mà mình làm, thì có khi bọn em làm ở thực 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 địa thì còn có nhiều cái món mà còn thậm chí ra ra tiền, nhưng nó sẽ không bằng tiền so với cái việc mà chênh lệch bất động sản lúc mà thị trường nóng, nhưng đừng có so sánh như thế, bởi vì sao, bởi vì được mùa thì nói làm chó gì, nhưng mà bây giờ mất Dạ, mùa thì mình phải đúng rồi. tìm cái giải pháp khác chứ, và hai Đúng hơn rồi. nữa là bọn em cũng có một cái tiền gọi là trong cái mấy năm vừa qua cũng kiếm được khá, thì tìm cách mà vận hành cái tiền đó thế nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Ok, bye Dạ bye. rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ.